Không biết chuyện gì mà mấy anh YouTuber chạy quá trời, không biết có một cái tin gì hot hay sao mà chạy quá trời. Ủa tin gì hot mà chạy dữ anh? Biến gì hả? Không biết tin gì mà mấy ảnh chạy quá trời. Đó. Chắc có lẽ là biến cái lo đó, cái lo lớn quá chạy hay sao? Cái lo to quá là chạy hay sao? Chuyện gì mà nó chạy dữ hả chị? Cái gì chị? Cho cô chú, bây giờ cô chú anh chị thì bây giờ là cái lo mở to quá, thì bây giờ đi vòng vòng ở ngoài quay thôi, đi gần quá mà đứng đây rồi cũng còn rất là lớn luôn, cả nhà nghe rất là rõ luôn, dẫn dẫn bên tai luôn, nghe không được nữa. Sợ nhất là lớn thì không sợ, nhưng mà sợ bản quyền thôi à. Bản quyền là quay không được luôn cả nhà, là chắc YouTuber phải giải tán luôn, thật sự mà phải giải tán luôn, chứ xử lý không được là phải giải tán luôn. Đây mấy anh làm lót này cả nhà, chia lô ra đó, làm từ mực mài luôn. Mấy anh cuốc cỏ đồ sạch sẽ, cả nhà nhìn thấy à, rất là sạch sẽ ha. Thì sau đây là những cái dùng đất
cái vùng đất để cho máy ảnh gọi là hoa viên, là mỗi một lô là một ngôi mộ. Đó, cô chú anh chị. Nó đây là đá nè, chuẩn bị làm nữa nè. Dạ. Chị này hả? Mới lên. Ừ. Mới lên lần đầu. Dạ. À, bà chị chạy vậy? Có, nó không có sợ đâu. Dạ. Ờ. Thôi chị chạy rồi. Dạ. Dạ. À. Cái gì vậy? Nói riêng hay nói chung ta? Mà đi sáng đi làm mà làm mà heo. Ừ. Mà 2 giờ sáng phải thức, 3 giờ đi mà mượn 7 triệu lấy 1.400 tiền lời. Rồi á hả, đêm nằm mơ cứ thấy đầu heo trôi lên bờ với sông mà thấy heo máng đầy trên sạp. Rồi. Rồi bệnh luôn, sợ quá giờ không muốn làm nữa. Cầu xin cầu. Hộ cho. Độ rồi. Cho. Có phương tiện sao chứ giờ ngày phải trả 1.400 tiền lời. Rồi. Ở nhà mướn. Ừ. Mà bữa thấy heo xong bệnh luôn à. Vậy là cái đó nào cũng làm heo á. Vậy hả? Thấy heo bệnh luôn. Vậy là mình nửa tháng trời. Dạ. Lên đây nào cũng 150, 140 chứ tiền lời á. Dạ. Vốn 7 triệu đứng yên ngoài. Rồi lên đây xin cậu ha. Cậu độ cho có cách gì xây chuyển, chịu hết nổi rồi. Dạ. Ủa giờ còn trì chú đại bi không? Còn chị. Ủa sao Nhi nó yếu quá trời vậy ta? Dạ. Hôm bữa 100 ngày cậu cũng sao vừa qua 100 ngày bị dính chữ rồi. Dạ. Bữa chị có nghe hả? Mới nghe nãy nè. Dạ. Nãy em này nắm tay Nhi còn yếu xìu à. Dạ. Rung. Còn yếu quá. Chị này hả? Nhi á. Không, ai nắm tay? Nắm tay Nhi. Chị hả? Nó có căng mà. À vậy hả? Có căng phần mà. Dạ. Có căn phần mới nằm mơ thấy, cứ thấy ngày ngày rằm mùng 1 là nằm mơ thấy. Dạ. Heo quá trời nổi lên bền đầu heo trên mặt sông đó, rồi thấy heo treo đầy ở trên mấy cái móc á. Ừ. Là bệnh luôn à, cứ dạ. Thấy xong bệnh luôn. Vậy là hồi xưa là chị làm cái nghề làm cho người ta đó. Làm cho người ta hả? Như làm xả thịt á. Dạ, xả thịt ra. Làm phân loại á. Phân loại thịt heo. Ừ. Rồi bây giờ là cứ lâu rồi xong bây giờ cứ nằm mơ thấy hoài vậy luôn hả? Thấy là bệnh. Vậy là giống như là cái có nghiệp căng rồi. Cái nghiệp của mình rồi. Nhưng hả? Mà có phủ quyền theo. Dạ. Tiến cho xây chuyển mà giờ không biết cách nào, chưa xây chuyển được. Dạ. Ngày nào cũng 140 mà 2 giờ khuya phải thức rồi. Dạ. Thôi thì vô vái cậu Năm đi, xoay đó, chuyển có. Ở đây để chờ chiều tối á. Xoay chuyển cho có công việc khác ha. Đúng rồi. Tạo việc khác nữa đó. Dạ, để xoay chuyển cho có công việc khác. Chứ không phải trực tiếp. Dạ. Để chiều chiều thanh tịnh ha, thanh tịnh vô xin cậu Năm đi, xoay chuyển cho có công việc khác thôi chứ. Với lại mình nghỉ công việc đó đi chứ như vậy là cũng vào sáp rồi, rồi gián tiếp cái sát sinh đó chị. Cái nghiệp sát. Dạ. Cố gắng thôi. Dạ. Đầu biết muốn bệnh luôn. Dạ. Lúc mà qua đó làm tới giờ không có việc đó, qua đó làm nó sổ gì vậy. Vậy hả? Đây đứng đây khẩu trang tôi, đây cái gì đó. Ừ. Bây giờ mở cái nhà làm được có 200 ngàn. Ừ. Trả 140 tiền lời 60 lấy gì ăn. Dạ. Đổ xăng đổ cộ đi nữa. Dạ. Nhà trọ nữa. Ừ. Bây giờ em thay cậu Năm em coi có ai cần người làm cái gì á, bán tiệm vàng hay gì giới thiệu vậy. Dạ. À vậy ha, để chiều chiều rồi cái vô xin cậu Năm xoay chuyển coi. Dạ. 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 Cô chú anh chị thì chị gái hồi nãy cũng có chia sẻ là chị gián tiếp là làm cái nghề cắt thịt heo đó, thì mổ thịt heo chia đó, chia thịt heo ra để bán đó. Nhưng mà sau dạo gần đây thì giống như phạm vào nghiệp sát sinh hay sao đó, là chị cứ nằm mơ thấy đầu heo cứ trôi lên bền trên sông hoài và bệnh cứ bệnh rồi về hoài. Rồi sau đó thì chị muốn là cậu lên đây để xin cậu Năm xoay chuyển cho có một cái nghề khác, rồi không muốn làm cái nghề đó nữa, nó thấy nó ác quá hay giờ thì chị xin xoay chuyển cho một cái nghề khác. Đây cô chú anh chị là các anh đây là đang làm nè, để phân lô ra bên đây xong rồi còn bên đây nữa. Bây giờ là cái con đường đi vào nhà cậu Năm Vũ Linh bây giờ rất là đẹp luôn cô chú anh chị.
Đó, thì thôi em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Yêu thương em thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, bye bye cả nhà. Tháng thứ 8